sao? Trời ơi, tụi bây à, ba mua mấy con vịt về này. Đi bơi đi, xuống bơi, xuống bơi đi. Úi giời ơi, quần áo rất bẩn thế này. Trời ơi, Bi chơi đâu về? Nào, úi giời ơi.
Hả? Đó. Trời ơi. Sông bơi à, ba mua mấy con vịt về này. Đi bơi đi, sông bơi đi. Sông bơi. Hả? Sao? Sông bơi, sao? Đây con vịt này. Đây con vịt con này. Đây con này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy con nha. Hả? Đấy. Đây đứa con đây. Đứng sơ. Đấy. Đây đứa con này nhá. Đấy. Đi vào bơi đi. Rồi Bi lên bơi. Lên bơi đi. Bơi đi, ba tắm nhá. Bơi đi. Cậu bơi đi. Cậu bơi, đúng bơi thì ba bơi lên, lấy xà phòng nhá. Bơi à? Cậu bơi đi nhanh đi. Cậu bơi đi. À, ra bơi nữa, ra tắm nữa. Đi, để cho cái con này. Đi, tắm nào, ra nằm. Đây, rồi dâu. Đi, anh ra đi bơi. Đây, đi tắm. Đấy. Nào, xuống bơi lại đây, bơi lại đây. Bơi đây, xuống. Bơi lại đây. Đấy, nào, lên này. Nào, lên nó nhanh. Thôi, nó bơi nào, bơi nhiều đây. Úi dồi ôi, quần áo nó bẩn thế này. Trời ơi, Bi chơi đâu về? Nào, úi giời ơi. Này, quần áo bẩn hết đây này. Bi lấy khăn ra đây luôn. Rồi, đây là đây, tắm cho dấu hồi chứ nào. Nào, đây rồi. Trời ơi. Đi gì mà. Người lắm lùi thế này. Hả? Chơi đâu? Úi trời, mặt này đầy người cho đâu mà đầy này mà nhiều nồi đây hả? Đây này làm bạn đi đấy. Được rồi, không anh đi tắm thế là để tí giặt cho. À, lần sau chơi mình chơi bẩn anh nhá. Này quần áo bẩn hết này. Con ăn đấy đi. Vào thấy quần áo nhá.
Nó tự bơi đấy à? Ừ. Hả? Nào. Mặt sáng nhá. Ừ. Nào. Nào, thế là. Ừ. Mày thích nhá. Ừ. Thích không? Nằm úp lại, úp lại, úp lại, nằm úp lại đi. Nằm úp lại đi. Rồi. Rồi, thành chân lên ạ. Rồi, rồi, rồi. Thành chân, thành chân. Người đi dài phết đấy bạn. Đi ạ. Rồi. Thành chân lên. Rồi, thả tay lên đây. Lên đây. Rồi.